là ngày 9 Tây tháng 8. Hôm nay là ngày đầu tiên mình tới Seoul đây. Đây là ngày đầu tiên của mình tại Seoul. Lúc ấy là vừa mới từ khách sạn lên trên chỗ quảng trường này. Đây là cung điện là cung Gyeongbok. Bạn nó sẽ vào đây quay phim. Máy móc đây đã chuẩn bị đầy đủ rất nhiều rồi, sẽ tham quan ở khu vực này. Không biết là như thế nào đây, mình mới đến thành phố rồi, mọi thứ vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Lát nữa sẽ vào thử khám phá thành phố này như thế nào, đúng không? Một khách du lịch một mình tự túc, tự dưng mình trở thành một Tây Ba Lô. Đối với người Hàn Quốc mình là Tây Ba Lô. Đấy, chẳng biết gì cả, vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Nhật. Không biết là cái giống này là giống gì đây. Ok, giờ sẽ vào khám phá trong khu vực này, đúng không? Quảng trường mà đến đây rất là nhiều người. Lúc kiểu người làm việc trong chính trị nữa vào đây, như kiểu chuẩn bị biểu tình đến nơi rồi. Trông rất là hay, mọi người ở đây trông nhìn người Hàn này trông rất là đẹp. Đẹp hơn, mặc thì trông rất là khác so với lại người Nhật. Ok, thì giờ sẽ đi khám phá khu vực này ngay lập tức bây giờ. Dưới bức tượng đài của Đại Đô Đốc Ji, người đã có công đánh thắng một hạm đội quân của Nhật Bản, quân Hoa ngày xưa. Đấy, thì ông này là đánh nhau ghê lắm, Supreme Leader luôn. Đã đánh lại quân của Triều Tiên, đánh lại thắng được hạm đội của Nhật Bản rất là khủng khiếp vào năm 1504 mấy chẳng hạn, đấy chẳng nhớ rõ. Nhưng mà nói chung là đánh nhau ghê gớm lắm, bằng một cái chiếc thuyền mà nó có cái hình giống như hình con rùa ấy. Nhưng có cái phim về ông này rồi sao, ông G này nhìn trông cũng vẻ hung hãn phết. Đại tướng quân của Đại Đô Đốc của Triều Tiên ngày xưa nhìn trông cũng dáng vẻ trông rất là ghê gớm. Ở trên kia sẽ có một cái vị vua nữa, không biết là vị vua gì ấy, để lên xem tí, đọc tí lịch sử. Sau ấy của mình đây là vị vua Sejong, người đã, mình đọc ở dưới này, đây là đã sáng tác ra, đã chế ra khoảng bao nhiêu cái chữ của người Hàn Quốc. Cái chữ Hangu ấy là do ông này ông ấy chế ra. Vị vua rất là vĩ đại của Hàn Quốc, ông ấy Triều Tiên, nên là ông đã được xây bức tượng đồng rất là khủng khiếp tại quảng trường của Hàn Quốc này, cả trường Seoul này. Ở cũng mặt trường là ba cháy và tổng rộng mênh mông bát ngát bạt ngàn như thế này, gấp mấy lần cái quảng trường Ba Đình ở nước Việt Nam mình. Nhưng mà cũng khoảng tầm cũng rộng ghê gớm, chắc là cũng giống quảng trường ở Nihonbashi kia của Nhật Bản đấy, nhìn rất là hay. Và mình sẽ tiếp tục đến chỗ hoàng cung và xem trong hoàng cung sẽ như thế nào. Tại vì hoàng cung của Nhật Bản thì không được vào, hoàng cung của Việt Nam thì không có. Thật ra là hoàng cung Huế, ở Huế, ở Hà Nội thì hoàng cung bây giờ nó bị mất rồi. Thì giờ sẽ vào hoàng cung ở Hàn Quốc Seoul này xem trong ngày như nào. Hoàng cung đây cũng không có vua, Hàn Quốc không có vua cổ thân, Nhật Bản vẫn còn Nhật Hoàng. Thế có gì hay hay đấy, đây hoàng, phía sau mình đây là hoàng cung đây rồi. Thì giờ mình sẽ vào trong hoàng cung này, hoàng cung Gyeongbok này. Hoàng cung này ở sau này nó còn có núi nữa. Công nhận mấy vị vua ngày xưa xây hoàng cung rất là phong thủy luôn. Ở đây nó có một cái bờ sông, đúng là gọi là thế dựa vững chắc, ở ngoài mà tiền vào như nước, hay phết. Có một công nhận chỗ ngoài rất là đẹp, không có cây cối cả, trông hơi nắng tí. Ngoài đúng một quảng trường rất là lớn ở xung quanh đây, giống kiểu ơi giống kiểu quảng trường Thiên An Môn. Hao đằng kia là còn đang có một cái lễ thay gì nhở, thay lính nữa. Trong quảng trường của hoàng cung, trong đây thì giờ người ta còn đang chuẩn bị gì nhỉ, thay lính khác nữa, nhìn giống hay vãi, lại thế.
thì mình vừa mới lại mua một cái vé để có thể vào được trong cái hoàng cung này. Trong hoàng cung thì cái vé thì cũng không đắt lắm, khoảng tầm 3.000 won Nhật thì 3.000 won Hàn Quốc thì tức là khoảng tầm 300 yên Nhật thì đấy, cũng rẻ rẻ thôi. Vào có thể tham quan được trong hoàng cung của này như nào thì có một cái tờ đây, có cả tờ tiếng Việt ở đây nữa. Cung này gọi là cung Cảnh Phúc. Cung Cảnh Phúc nghe tên tiếng Việt cũng hay phết, nên là phải vào trong xem em triển lãm xem như thế nào thôi. Rất là hấp dẫn đây. Vào trong cổng soát vé thì bây giờ có thể thấy chỗ cái hành lang này nó trông như kiểu phim ấy. Trên phim ấy, nhìn trông đẹp vãi, ngưỡng mộ vãi. Giống như kiểu mình đang giống kiểu trong phim Đê Trang Cương ấy. Đi vào trong hoàng cung ấy, là quay phim chụp ảnh quá nét cả lên. Đây là lần đầu tiên mình đến trong hoàng cung của Hàn Quốc cho nên là cũng nhìn rất là hay. Rất là rộng, nó cứ vào từng lớp một. Đấy thì bên ngoài này đang là cái ngoài điện mới vào ban đầu thôi, cũng chưa phải là cái gì nó to tát cả. Ngoài kia giống như kiểu một cái thành ấy để chống đỡ. Trong này thì đây là một cái chỗ nghỉ ngơi gì đó. Sau khi vào cái cổng nữa thì bây giờ mình sang vào Cần Chính Điện. Đấy, Cần Chính Điện là cái chỗ là làm việc của nhà vua đây. Ngày xưa nhà vua sẽ làm việc ở trong cái tòa nhà này đấy, phải chăm chỉ làm việc. Cái tiêu đề của cái tên của cái phòng này, cung điện này là như thế. Nhìn kiểu trên phim, đang được đóng phim. Và mọi người thì đến đây để quay phim chụp hình rất là nhiều. Mặc quần áo cổ của Hàn Quốc rất là nhiều mà thôi. Mình thì không thích áo cổ Hàn Quốc cho lắm, thích mặc áo ép đấy. Đấy thì phải vào trong đây và tiếp tục tham quan quay phim trong hoàng cung mà nhìn sẽ rất là đẹp đây. Trong cái khu vực đây thì đây chính là một cái kiểu ngai vàng của nhà vua. Đây đúng là ngai vàng của nhà vua đấy. Thì trong này là nơi mà nhà vua làm việc, xong rồi ra tấu sớ xem trên TV ấy. Đấy, chấm nhiều chấm công nữa, ngoài chấm công này trai cai trị đất nước thì sẽ này kiểu các vị quan lên thì sẽ nói chuyện là đây ngày hôm nay là có chuyện này xảy ra, đây hôm nay rồi chuyện này chém giết thiết các thứ chỗ này đến tự tấn công đánh nhau trị nước ấy là ở trong cái cung điện ở đây. Thấy cái chỗ cung điện này nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục đến một cái cung điện tiếp theo nữa, sẽ có gì đấy. Với con chim lại nhỉ. Sau mình đây là tòa nhà Tu Chính Điện, đây là nơi làm việc của các quan lại ngày xưa. Chỗ này thấy kiểu như là chỗ phòng làm việc ấy, nhìn nó không được nguy nga cho lắm, kiểu làm việc thì các con tập trung. Cái phòng bên cạnh như là phòng Cần Chính Điện kia là làm việc của nhà vua nên là kiểu rất là uy nghi, đầu tiên là nhà vua mà đấy. Còn cái chỗ này thì cũng kiểu bình thường thôi, chỗ làm việc của các quan cũng khiêm tốn tí đấy, là các làm việc tập trung làm việc.
tiếp đây là một cái tòa nhà Khánh Hội lâu, một cái lâu giống kiểu đây là một cái chỗ như để là cho vua chúa ngày xưa quan lại là tổ chức cái yến tiệc đấy, kiểu tổ chức party thì sẽ tổ chức ở trong khu vực này, kiểu nhảy múa rồi uống rượu rồi làm đủ mọi thứ kiểu một hộp đêm ngày xưa đấy, thì sẽ là cái khu vực tòa nhà này đấy, chưa trông kiểu nhà sàn này trông mát mát, xung quanh có hồ nữa, kiểu cách âm đấy. Thì vào trong này chỗ này cũng rất là đẹp, nhìn rất là phê ổ, trong kia có một cái thuyền nhỏ nhỏ nữa đấy, để là vừa đi xong rồi vừa có thuyền này trông mát nữa, hay ghê. Của mình đây nữa là đây là một cái tư chính điện của nhà vua, đây là gọi là phòng làm việc riêng của nhà vua. Thì chỗ này là giấy sổ sách các thứ thì sẽ được đến đây và cho nhà vua sẽ chấm đấy, kiểu chỗ này cái này được đây, ký luôn, ký hợp đồng, phòng này phòng ký hợp đồng của nhà vua. Ok, thì chỗ này đẹp. Phòng của nhà vua này thì sẽ vào trong xem cái chỗ làm việc của nhà vua sẽ như thế nào nữa. Mình đây là phòng Khang Ninh Điện là cái phòng sinh hoạt của nhà vua. Thì nhà vua thể thích làm gì, thích nghịch ngợm, thích chơi đọc sách hay là chơi đùa, chơi game hay là làm gì đó thì sẽ trong cái cung điện này. Đấy. Thì vào trong cung điện này cung kính rất là rộng, đúng là nhà chính của vua của khác. Chỗ này để chơi thích thật, cũng chia ra từng phòng, một phòng làm việc này, phòng họp này, đến phòng chơi nữa. Ngày xưa mà đã phát minh cái này, mỗi phòng của ông vua này to khoảng tầm 5-6 lần phòng của nhà mình ấy. Đằng sau mình đây nữa, cung này là cung Giao Thái Điện, cung điện này là cung điện của những vương phi tần của nhà vua, cái tập điện. Còn cung này thì trong này sẽ có một cái vương phi chính, cũng như kiểu hoàng hậu thì sẽ cai quản việc ở trong cung, thì kiểu là cai quản việc nhà như nào thế nào thôi. Vua là cai quản việc nước, còn hoàng hậu thì cai quản việc nhà trong cung. Đấy, như kiểu là hôm nay tôi sẽ cho ông được ăn nằm với lại cô này chẳng hạn đấy. Mãi đi, hôm nay ông phải ngủ với tôi. Cũng kiểu như thế, cũng rất hay. Ở trong kia có một cái ống khói ở Nga Mi nữa cơ. Cái kiểu đấy là việc giữ ấm cho căn bếp của nhà mình, việc của các bạn nữ, ok. Cung điện cạnh mình đây là tòa Đông Cung Thái Tử, này là tòa nhà ở của Thái Tử tương lai, vị vua tương lai sau này của đất nước. Thì cái tòa nhà này là ở phía đông của toàn bộ cái cung cấm này. Thì trong này thì cũng kiểu Thái Tử được ví như là mặt trời mới mọc vậy, nên là ông sẽ nằm ở phía đông này, đấy, kiểu mặt trời mọc lên, vị vua tương lai sau này của đất nước. Thì trong cái cung điện này, đây là cung điện mình thấy cũng bình thường. Vua tương lai của đất nước mà ông sống trong một cái cung mà nhìn trông cũng hơi chán so với những cái cung còn lại, đúng là tương lai của khác. Phải tập trung vào học hành nhiều, trong này thấy cái gì nhiều sách, không gian yên tĩnh. Thank you.
cung điện cung cảnh phúc về là nó rất là to. Xung quanh đây của mình, nãy giờ mình đã đi qua rất là nhiều những cái cung nhỏ rồi, không thể nào kể hết được. Nãy cung đặt tên nghe rất là hoành tráng luôn. Thì bây giờ tiếp tục lại đi. Ồ trời, bây giờ còn đang hơi mưa mưa nữa. Chắc cũng có thể nói là sắp kết thúc được chuyến đi ở đây rồi. Mà các bạn đi này rất là nhiều nơi, biết được rất là nhiều những vị trí mới, cung cấm mới của Hàn Quốc, lịch sử của Hàn Quốc và những tòa nhà, các xây dựng kiến trúc của Hàn Quốc, Triều Tiên ngày xưa cũng rất là đẹp. Mà đa phần đây là cũng là nhiều là trùng tu lại rất là nhiều rồi, không phải là cổ nguyên si từ hồi ngày xưa thì chắc là cũng không có đâu, mà đây cũng có sửa lại rất là nhiều thì nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, nhìn những kiểu đúng ở trong giống trong phim ấy. Chờ chúng là bây giờ hơi mưa mưa rồi, sẽ làm nào để ra cái chỗ nào dâm dâm. Có thể phải nghỉ trưa một lát nữa, mình đi chơi cũng hơi bị nhiều và khám phá rồi. Rất là mệt, trời cũng nắng nữa, bây giờ nắng xong bây giờ lại mưa. Thời tiết nó cũng hơi lạ thường một chút. Bây giờ thì bây giờ trời cũng đang mưa nữa. Có thể bây giờ là không muốn kết thúc chương trình này, cái chuyến đi này sớm, nhưng mà có thể bây giờ trời mưa này là cũng phải kết thúc ngày chuyến đi đến cung Gyeongbok, cung cảnh phúc này tại đây. Các bạn cảm giác của mình thấy cái cung này rất là thú vị, rất là đặc biệt, và mình rất thích đến cái cung này. Thế kiểu là từ đó có đến tất cả chỗ nào mình cũng đến, như chỗ hoàng cung đầu tiên, cảm thấy cái lịch sử của Hàn Quốc này cũng rất là đẹp. Ok thì sẽ kết thúc chuyến đi này ở đây và chuẩn bị đến khu vực khác mới nữa. Đi ăn cái gì ạ? Bây giờ quá đói lắm rồi. Ok, pizza. Vâng, mời bạn Hàn Quốc ở trong xinh đẹp.